Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Liên quan tới vụ cô gái 21 tuổi bị sát hại được phát hiện trong chung cư mini trên địa bàn quận Cầu Giấy, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can đối với HMH 20 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang về tội giết người và cướp tài sản. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn đang điều tra hát về hành vi hiếp dâm. Chia sẻ về manh mối phá vụ án trên, một lãnh đạo công an thành phố Hà Nội cho biết, Hát bị công an quận Thanh Xuân bắt giữ liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản. Trong quá trình đấu tranh, cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản của Hát. Trong vụ chị Lê Thị Thùy Linh, 21 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, quê gốc tỉnh Thanh Hóa. Theo chia sẻ của chị L.A, 22 tuổi, bạn cùng phòng trọ với Linh, thì mùng 6 Tết, L.A và Linh cùng bắt xe lên Hà Nội. Đến ngày hôm sau, Linh rời khỏi chỗ ở, cả đêm không thấy về lúc đầu chị L A. chỉ nghĩ bạn mình đi đâu đó có việc nên không tiện liên lạc. Tuy vậy, tới ngày hôm sau vẫn không thấy Linh đâu, nên chị L A linh cảm có chuyện chẳng lành, liền gọi hàng chục cuộc điện thoại cho Linh nhưng không thấy hồi âm. Khoảng 15 giờ chiều hôm nay 19 tháng 2, trong lúc làm việc, tôi nhận được một cuộc điện thoại thông báo tiền giữ. Khi tới hiện trường, tôi nhận ra thi thể cô gái trong khu trọ là Linh. Chị L A nghẹn ngào cho biết. Được biết, nhà Linh có hoàn cảnh khó khăn, mẹ Linh mất cách đây 4 năm. Cô cùng bố gồng gánh kinh tế để nuôi hai em, một người học cấp 1, một người mới lên lớp 11. Do hoàn cảnh khó khăn nên Linh chỉ tập trung vào công việc, vì vậy bạn vẫn chưa có ý định yêu đương. Linh luôn tâm sự với tôi, ước mong lớn nhất của bạn trong năm nay cho đến một hai năm tới là có thể xây được căn nhà mới, mua được chiếc ô tô cho gia đình, có thật nhiều tiền để nuôi hai em ăn học. Vậy mà ước mơ chưa kịp thực hiện, chị L.A. cho biết. Về đối tượng nghi phạm, một cán bộ địa phương ở Bắc Giang cho biết, hát xuất thân trong một gia đình làm nông nghiệp, sau khi học hết cấp 3, đối tượng ra ngoài thành phố Hà Nội làm ăn, ít khi có mặt tại địa phương. Trước khi xảy ra vụ việc trên, bản thân hắt chưa có tiền án tiền sự gì. Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố Hà Nội đang tập trung đấu tranh làm rõ nguyên nhân, động cơ, mục đích gây án, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ La Sơn, trên một số diễn đàn mạng xã hội xuất hiện luồng ý kiến trái chiều về nguyên nhân vụ tai nạn đến từ sự chủ quan của tài xế vượt ẩu khi vượt xe đầu kéo chưa đảm bảo khoảng cách an toàn và vượt sai quy định tại đoạn đường không được phép vượt. Tuy nhiên, cũng có luồng ý kiến cho rằng khâu thiết kế hạ tầng giao thông tại vị trí xảy ra tai nạn đang bộc lộ nhiều vấn đề. Cụ thể, tuyến đường này được xây dựng với hai làn xe, tuy nhiên ở một số vị trí được đầu tư thành 4 làn hoặc nhiều đoạn có hai làn được kẻ tim đường nét đứt để các xe vượt nhau. Theo quan điểm của các tài xế ở đoạn bắt đầu gộp từ 4 làn xe thành hai, vị trí xảy ra vụ tai nạn nói trên làn như nút thắt cổ chai gây mất an toàn cho phương tiện lưu thông trên tuyến. Trước những thông tin trái chiều từ dư luận về thiết kế đoạn đường cao tốc Cam Lộ La Sơn, ông Uông Việt Dũng, tránh văn phòng Bộ Giao thông Vận tải cho biết, chúng ta cần phải chờ kết luận từ cơ quan điều tra để xem nguyên nhân chính dẫn tới tai nạn là gì. Về phía cơ quan quản lý đường bộ cũng đã vào cuộc ra soát hết lại vị trí xảy ra tai nạn tuyến cao tốc cam lộ la sơn đã được thi công xây dựng tuân thủ theo đúng thiết kế có đủ biển báo giao thông vạch kẻ đường đầy đủ ông dũng khẳng định ông dũng cho rằng cũng cần khuyến cáo tới người dân về nguyên tắc tổ chức giao thông và nguyên tắc tham gia giao thông ở tuyến cao tốc cam lộ la sơn bất kỳ một tài xế nào khi tham gia giao thông đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật chú ý quan sát giữ khoảng cách đảm bảo tốc độ vượt xe trên những đoạn đường được phép vượt và quan sát kỹ khi đủ khoảng cách an toàn xe phía trước nhưng đường thì xe sau mới vượt được ông dũng nói về phía đại diện ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, dự án Cam lộ La Sơn là một trong 11 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Thời điểm đó khả năng vốn đầu tư phân kỳ đến cuối năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải đã giao cho ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh nghiên cứu đề xuất mở rộng hoàn chỉnh. Vì phân kỳ đầu tư hai làn xe nên trên tuyến có mở rộng giải rác khoảng 27 km và nhiều vị trí kể tim đường nét đứt để vượt xe, kèm theo là hệ thống biển báo và sơn dẫn hướng để cảnh báo các phương tiện khi tham gia giao thông trên tuyến. Hiện bên ban quản lý dự án Hồ Chí Minh đang tập trung hoàn chỉnh hồ sơ để báo cáo đề xuất mở rộng hoàn chỉnh, đại diện ban quản lý dự án thông tin. Ngoài ra, theo Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, hiện tại hệ thống biển báo, vạch sơn, vuốt nối đều tuân thủ quy chuẩn 41. Tuy nhiên, sau khi vụ tai nạn thương tâm nói trên xảy ra, sau đây, Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh sẽ cùng các đơn vị liên quan tiếp tục giả soát, có thể sẽ lắp đặt thêm các hệ thống an toàn giao thông. Huấn luyện viên Park Hang-seo trở lại với Thế giới bóng đá, công ty đại diện của ông Park Hang-seo, dj management thông báo nhà cầm quân người hàn quốc vừa ký hợp đồng với câu lạc bộ bắc ninh trở thành cố vấn của đội bóng này nhưng ông vẫn sẵn sàng dẫn dắt đội tuyển hoặc câu lạc bộ khác trong vai trò huấn luyện viên trưởng dù bận rộn với công việc ở câu lạc bộ bắc ninh huấn luyện viên park hang seo vẫn có thể nhận đề nghị làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia hoặc câu lạc bộ chuyên nghiệp khác công ty đại diện của huấn luyện viên park hang seo nhắc lại trong một số lần phỏng vấn kể từ khi chia tay đội tuyển việt nam ông park vẫn để ngỏ khả năng trở lại làm huấn luyện viên huấn luyện viên park hang seo cho biết sau khi hết hạn hợp đồng tôi đã cố gắng đóng góp một cách nào đó cho sự phát triển của bóng đá việt nam nhằm đền đáp tình yêu mà tôi đã nhận được ở việt nam đầu tiên tôi đã thành lập học viện bóng đá quốc tế park hang seo và hiện đang đào tạo nhiều cầu thủ triển vọng fc bắc ninh là dự án thứ hai của tôi Hiện tại, huấn luyện viên Park Hang-seo được truyền thông quê nhà nhắc tới trong số các phương án thay thế ông Jürgen Klinsmann ở đội tuyển Hàn Quốc. Huấn luyện viên Klinsmann vừa bị sa thải cách đây ít ngày sau khi đội tuyển xứ Kim Chi không thành công ở ASEAN Cup 2023. Trước đó, ông Park từng được đồn đoán liên hệ với nhiều đội tuyển ở khu vực Đông Nam Á như Indonesia, Singapore, Thái Lan hay Malaysia. Một số câu lạc bộ Việt Nam liên hệ với huấn luyện viên Park Hang-seo như câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ công an Hà Nội nhưng chưa có hợp đồng nào được ký kết. Hiện tại, ngoài làm cố vấn cho câu lạc bộ Bắc Ninh, huấn luyện viên Park Hang-seo mở trung tâm bóng đá cộng đồng dành cho trẻ em ở Việt Nam. Đây là dự án mà ông Park đã ấp ủ từ khi còn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo năm nay 66 tuổi, ông là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam từ cuối năm 2017. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đạt được nhiều thành công cùng bóng đá Việt Nam trong 5 năm. Ông giúp U23 Việt Nam vào chung kết U23 châu Á 2018, giành hai huy chương vàng SEA Games liên tiếp các năm 2019 và 2022. Đội Olympic Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo vào bán kết ASEAN 2018. Cùng đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo vô địch AFF Cup 2018 vào tứ kết ASEAN Cup 2019 và đặc biệt là đi tới vòng loại cuối cùng của World Cup 2022. Ông Park hoàn thành lời hứa khi giúp bóng đá Việt Nam lọt vào top 100 trên bảng xếp hạng FIFA. Sau khi kết thúc hợp đồng với VFF đầu năm 2023, ông Park vẫn ở Việt Nam. Chính huấn luyện viên Park Hang-seo đã lên tiếng trên mạng xã hội cá nhân của mình rằng, sau 5 năm làm việc và sinh sống tại Việt Nam, tôi luôn mong muốn được đền đáp tình cảm mà mọi người đã dành cho tôi. Học viện bóng đá quốc tế Park Hang-seo là dự án mà tôi dành nhiều tâm huyết sau đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và bây giờ, tôi muốn tiếp tục được làm nhiều hơn thế nữa và xin được chia sẻ với các bạn rằng tôi sẽ trở thành cố vấn cấp cao của bắc ninh fc sau một năm nghỉ ngơi tôi cảm thấy nhớ bóng đá và sẵn sàng giúp hết sức lực để trở lại công việc mà tôi luôn tâm huyết tôi hy vọng mọi người sẽ ủng hộ tôi trong các kế hoạch sắp tới của tôi tôi xin chân thành cảm ơn các bạn fc bắc ninh hiện đang thi đấu ở giải hạng nhì việt nam câu lạc bộ có tham vọng sẽ sớm thăng hạng lên chơi ở giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam là V-League. FC Bắc Ninh hiện đầu tư lớn về lực lượng để hiện thực hóa tham vọng đó. Được biết, thời gian huấn luyện viên Park Hang-seo làm cố vấn cho FC Bắc Ninh kéo dài đến năm 2029.